mời quý vị và các đồng chí đến với chuyên mục an toàn phòng cháy. Chuyên mục kỳ này có những nội dung chính sau. Mở đầu là phóng sự bịt kín sơ hở trong công tác phòng cháy chữa cháy. Tiếp theo là phóng sự hiệu quả từ mô hình cửa hàng xăng dầu kiểu mẫu về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thưa quý vị và các đồng chí, nhằm đảm bảo an toàn trong kinh doanh và vận chuyển xăng dầu, chi nhánh xăng dầu Petrolimex Thừa Thiên Huế phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh xây dựng mô hình cửa hàng xăng dầu kiểu mẫu về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Petrolimex, cửa hàng số 1 thành phố Huế. Qua hơn 1 năm đi vào hoạt động, mô hình đã cho thấy hiệu quả tích cực trong công tác phòng cháy chữa cháy, góp phần xã hội hóa công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh. Petrolimex, cửa hàng số 1 kiểu mẫu về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được thành lập gồm ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở và 100% đội viên là cán bộ công nhân viên cây xăng được huấn luyện cấp chứng nhận nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy theo quy định. Với phương châm mỗi cán bộ công nhân viên là một chiến sĩ trên mặt trận phòng cháy chữa cháy, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên luôn được cửa hàng quan tâm. Định kỳ hàng quý, hàng năm, ban chỉ đạo mô hình phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ quản lý kỹ thuật, các nội quy, quy chế, quy trình sử dụng và vận hành các trang thiết bị cho 100% nhân viên làm việc trực tiếp tại cửa hàng xăng dầu ga, đồng thời xây dựng kế hoạch phương án chữa cháy phù hợp với đặc điểm điều kiện thực tế tại cửa hàng, trong đó chú trọng các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và nguyên tắc xử lý các tình huống có thể xảy ra theo phương châm 4 tại chỗ. Để đảm bảo cái công tác phòng cháy chữa cháy tốt tại đơn vị thì trước hết là chúng tôi là trên cơ sở là phương án phòng cháy chữa cháy, chúng tôi cũng lập và được phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh phê duyệt để cho thực hiện. Đối với nhân viên bán hàng á, thì cửa hàng là chúng tôi là luôn luôn nhắc nhở anh em thực hiện đúng cái thao tác trong quá trình và đúng quy trình bán hàng nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là cái công tác tuyên truyền đối với khách hàng thực hiện nghiêm thì công tác phòng cháy chữa cháy khi vào và mua xăng dầu tại cửa hàng. Đối với cửa hàng thì tất cả các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy được bố trí để đặt địa điểm thuận lợi nhất đúng như trong phương án của chúng tôi. Tất cả các cái biển báo, biển viết chúng tôi cũng là pháp luật đầy đủ cả anh em. Về cái phần nhập hàng thì chúng tôi thực hiện nghiêm cái quy trình nhập hàng của tập đoàn xăng dầu Việt Nam và của công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế. Trong đặc biệt đó là quy trình nhập hàng nhập kín. Do đặc thù công việc thường xuyên phải làm theo ca để đảm bảo các điều kiện an toàn cháy nổ, trước khi bắt đầu công việc, trưởng ca đều trực tiếp kiểm tra các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy tại cửa hàng, từ đó kịp thời phát hiện, khắc phục những sự cố về cơ sở vật chất liên quan đến cháy nổ. Tại cửa hàng luôn quy định rõ và phân làn kẻ vạch lối vào, lối ra khi phương tiện vào khu vực cột bơm xăng dầu, khu vực xuất nhập xăng dầu, khu vực để phương tiện phòng cháy chữa cháy. Nhân viên thường xuyên nhắc nhở khách hàng chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy, không để xảy ra cháy nổ do yếu tố chủ quan. Tổ chức chữa cháy kịp thời, có hiệu quả trong trường hợp bị cháy nổ do tác động từ yếu tố bên ngoài cửa hàng như tai nạn giao thông gây cháy, xe vào mua xăng dầu từ bốc cháy. Công tác trong cái môi trường mà tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ thì riêng bản thân tôi thì hàng năm tham gia đầy đủ các cái khóa huấn luyện công tác của đơn vị tổ chức. Thứ hai là thường xuyên quan sát, nhắc nhở các cái khách hàng vào mua xăng dầu thực hiện đúng cái phương án là phòng chống cháy nổ. Ví dụ như là tắt máy các phương tiện, cấm lửa, cấm phun thuốc và không sử dụng điện thoại di động trong quá trình mua hàng. Việc thực hiện mô hình cửa hàng xăng dầu kiểu mẫu an toàn về phòng cháy chữa cháy nhằm đảm bảo tính xuyên suốt an toàn về mọi mặt trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh tại cửa hàng, hướng đến bảo vệ môi trường và cộng đồng, đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm, nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho cán bộ công nhân viên, người lao động tại cửa hàng, rèn luyện tác phong văn minh, chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên bán hàng, đảm bảo tuyệt đối an toàn về phòng cháy chữa cháy. Sau một năm đi vào hoạt động, mô hình cửa hàng xăng dầu an toàn phòng cháy chữa cháy tại cửa hàng xăng dầu số 1 cho thấy là cái mô hình này đã đáp ứng được các yêu cầu tiêu chí quy định về phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là đảm bảo cái nguyên tắc 4 tại chỗ.
các quy định phòng cháy cháy thì được cán bộ công nhân viên và lực lượng phòng cháy tại chỗ là quán triệt thực hiện nghiêm túc, đồng thời là tuyên truyền phổ biến cho khách hàng khi đến là tại cửa hàng. Đồng thời thì là các phương tiện thì được trang bị đầy đủ và được là thao tác sử dụng định kỳ để là phục vụ cho công tác chữa cháy kịp thời và hiệu quả. Nhờ phát huy hiệu quả của mô hình, nhiều năm qua Petrolimex cửa hàng số 1 luôn là đơn vị địa hình thực hiện tổ công tác phòng cháy chữa cháy và an toàn cháy nổ, được Ủy ban Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh tặng bằng khen, giấy khen trong phong trào thi đua toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy. Thiết nghĩ mô hình này cần được nhân rộng trong toàn bộ hệ thống kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Thưa quý vị và các đồng chí, để chủ động trong công tác phòng ngừa và hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ cháy nổ, tai nạn, sự cố xảy ra, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhân dân, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý tại nhiều địa bàn cơ sở. Ghi nhận của phóng viên truyền hình An ninh Thừa Thiên Huế trong công tác này trên địa bàn. Đây là hình ảnh cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tuyên truyền hướng dẫn cho nhân viên đội phòng cháy chữa cháy công ty cổ phần Fritz Phú Xuân, khu công nghiệp Phong Điền, Thừa Thiên Huế. Tại đây, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở của công ty được hướng dẫn kiến thức pháp luật cơ bản về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, ứng phó tình huống khẩn cấp xảy ra, sử dụng bình bọt, lăng vòi, kỹ năng vận hành trang thiết bị phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Bên cạnh đó, cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế các nội dung liên quan như giấy chứng nhận thẩm duyệt về thiết kế, nội dung, phương án phòng cháy chữa cháy tại chỗ, kiểm tra hệ thống điện và tiêu thụ điện, phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy ban đầu, nguồn nước, đường đi, hệ thống thoát nạn, v.v. Kết quả kiểm tra thực tế cho thấy, phần lớn các doanh nghiệp tại khu công nghiệp Phong Điền ý thức trách nhiệm cao trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Xem đây là nghĩa vụ và quyền lợi sát sườn của mỗi doanh nghiệp. Để công tác phòng cháy chữa cháy của công ty nó đạt cái hiệu quả tối đa, thì hiện tại công ty chúng tôi đã triển khai đặc biệt các cái biện pháp trong mùa hè nắng nóng. Thứ nhất là về vâng chỉ đạo của người đứng đầu cơ sở, tức là thường xuyên sâu sát và chỉ đạo anh em là giám sát, thực hiện tất cả các công tác phòng cháy chữa cháy thường xuyên. Đó là công tác thứ nhất. Về công tác thứ hai là tự kiểm tra theo cái quyết định của đơn vị phòng cháy cháy, là chúng tôi là thường xuyên tổ chức các cái đợt tự kiểm tra về các cái hệ thống phòng cháy chữa cháy, về nhân lực, về máy móc, thiết bị để đảm bảo luôn trong cái trạng thái sẵn sàng trong cái trường hợp mà có sự cố xảy ra. Đấy, về vấn đề thứ ba là về con người, tức là đội phòng cháy chữa cháy của cơ sở là đã được huấn luyện về công tác phòng cháy chữa cháy và công tác cứu nạn cứu hộ để đảm bảo luôn có được các cái chuyên môn cơ bản để có thể tự thực hiện và xử lý trong các cái trường hợp cần thiết. Và vấn đề thứ tư đó là vấn đề vệ sinh các cái thiết bị máy móc và luôn đảm bảo trong cái trạng thái của thiết bị là nó đảm bảo để cần thiết và sẽ sử dụng ngay lập tức. Cũng như nhiều công ty tại khu công nghiệp Phong Điền, công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Hoàng Gia, khu công nghiệp Phú Bài, thị xã Hương Thủy cũng rất chú trọng đến công tác an toàn phòng chống cháy nổ để bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản cho công ty. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho cán bộ công nhân viên, trang bị, bảo dưỡng thiết bị, phối hợp các cơ quan chức năng tập huấn, đào tạo, kiểm tra nghiệp vụ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chỗ, sẵn sàng xử lý, ứng phó với các tình huống khi mới xảy ra. Được sự quan tâm, hướng dẫn, tuyên truyền của lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, công ty Sơn Hồng Gia đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác phòng cháy và chữa cháy. Vì vậy, công ty Sơn Hồng Gia thực hiện nghiêm các quy định của phòng cháy và chữa cháy. Để thực hiện tổ công tác này, công ty Sơn Hồng Gia đã trang cấp các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy như là hệ thống báo và chữa cháy tự động, bình chữa cháy, áo quần bảo hộ. Ngoài ra, công ty thường xuyên tuyên truyền cho toàn bộ cán bộ công nhân viên công ty nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy tại công ty. Bên cạnh đó, kỳ hàng năm công ty tổ chức tập huấn cho lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ để nâng cao nghiệp vụ nhằm xử lý tốt, hiệu quả khi có cháy xảy ra tại đơn vị. Thừa Thiên Huế hiện có 6 khu công nghiệp với 150 cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp với hàng chục nghìn cán bộ công nhân viên,
chuyên gia đang làm việc. Thời gian gần đây, tình hình cháy nổ vẫn luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Đã có một số vụ cháy xảy ra trong các khu công nghiệp gây thiệt hại lớn về tài sản. Xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, nhất là dịch bệnh COVID-19, mà một số đơn vị chưa tổ chức thực tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Công tác huấn luyện nghiệp vụ định kỳ hàng năm cho lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ, mà khi sự cố xảy ra dễ dẫn đến lúng túng, bị động, nhất là khi mùa hè nóng nực đang đến gần, nguy cơ hỏa hoạn có thể xảy ra ở bất cứ lúc nào. Chính vì vậy, trong thời gian qua, để đảm bảo an ninh trật tự nói chung cũng như an toàn cháy nổ nói riêng, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ toàn tỉnh đã tập trung tham mưu nhiều giải pháp để bịt kín sơ hở trong công tác này trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là trong các khu công nghiệp. Qua công tác kiểm tra tại các cơ sở thì chúng tôi đã về tuyên truyền, hướng dẫn đối với người đứng đầu cơ sở về trách nhiệm thực hiện chấp hành các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy cũng như cứu nạn hộ, rồi thực hiện công tác bảo trì bảo dưỡng các hệ thống để đảm bảo các hệ thống hoạt động thường xuyên, duy trì liên tục, và tuyên truyền về đối với người, các đội phòng cháy chữa cháy cơ sở thực hiện tốt công tác bảo dưỡng bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy, và cũng tuyên truyền về các quy định của pháp luật mới như là nghị định 136/2020 của Chính phủ, rồi thông tư 149/2020 của Bộ Công an. Qua kiểm tra thực tế thì chúng tôi cũng hướng dẫn các cái lực lượng đội phòng cháy cơ sở là thực hiện hướng dẫn về công tác bình chữa cháy, xách tay, rồi là sử dụng cách sử dụng lăng vòi, rồi cách vận hành hệ thống chữa cháy được trang bị tại cơ sở. Song song với công tác tuyên truyền, kiểm tra, một trong các giải pháp hữu hiệu là thành lập cùng an toàn hỗ trợ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong các khu công nghiệp. Với phương châm bốn tại chỗ, các đơn vị trong cùng kịp thời hỗ trợ khi sự cố xảy ra, đồng thời còn tuyên truyền, vận động, khuyến khích các thành viên trong cùng thực hiện nghiêm đầy đủ các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, duy trì, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, sắp xếp hàng hóa, tổ chức sản xuất hiệu quả, an toàn. Có thể nói rằng, công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khu công nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các nhà máy, xí nghiệp. Ngoài trách nhiệm của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải nâng cao ý thức về phòng cháy chữa cháy cho cán bộ, công nhân viên, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, bịt kín sơ hở trong công tác này nhằm đảm bảo tốt an ninh trật tự, góp phần tổ chức sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả. Chương mục an toàn phòng cháy xin khép lại tại đây. Chương mục sẽ được phát sóng vào lúc 18 giờ 10 phút ngày Chủ nhật, tuần thứ 2 của tháng và được phát lại vào ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4 cùng trong khung giờ trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.